Chào mừng các bác đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác quan trọng kênh cho em xin một nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Hôm nay em test nấu chiếc nồi Yojirushi Voi Ma Mút dung tích 1 lít điện 100V, màn hình LED cao tần áp suất. Chiếc nồi này là dòng VIP của hãng Yojirushi, nấu cơm chất lượng tuyệt hảo. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Các bác phải chấm kênh nhé, cho em xin một nút like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đây là dòng VIP của hãng Yojirushi. Rất nhiều chế độ nấu, khoảng hơn 20 chế độ nấu. Và chế độ nấu dài nhất là 85 phút. Và nấu nhanh nhất là 22 phút. Cực kỳ chất lượng luôn. Là hành trình nấu kết thúc, đã chuyển sang chế độ ủ. Các bác có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Đèn đang ở chế độ ủ. Cực kỳ chất lượng luôn. Chất lượng cực tuyệt vời luôn. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Và chiếc nồi này là thương hiệu nổi tiếng của hãng Yojirushi. Nấu cơm rất là đẳng cấp, rất chất lượng, được rất nhiều các bác tin dùng. Cực kỳ chất lượng luôn. Giòn rất sạch. Chất lượng cực tuyệt vời. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.